cho các bạn trở lại. Cầu cô sáu nói riêng hay cầu thần nói chung, cầu mong tài lộc làm ăn, cầu tình duyên, cầu con cái, cầu bán nhà và cả cầu trúng số. Liệu những cầu mong ấy có tương ứng hay không? Trăm ngàn người cầu mấy người được? Có người cầu là có được, có người cầu mãi vẫn không được. Vì sao? Cầu, cầu xin, cầu nguyện, cầu mong là mong muốn có được một sự việc nào đó, khác nhau ở đối tượng và tâm ý lúc ta cầu. Khải Toàn xin chia sẻ vài góc nhìn tự chư vị suy xét để tích công bồi đức cho mai sau. Trước tiên, đứng dưới lăng kính giáo lý của Phật, mọi phước duyên do chính chúng ta tạo, không thần Phật nào có thể ban phước hay giáng họa cho ta. Thiểu dục, tri túc, ít muốn biết đủ là an vui, càng mong cầu là hạt giống của phiền não. Vì khi cầu mà có lại muốn có thêm, khi cầu không có lại than trời trách người. Những gì ta có, không cầu cũng có. Những gì của ta sẽ là của ta, vì mọi nghiệp phước đều do ta gây ra ở đời này và đời trước, ngay cả trong quá khứ. Đời này là sanh báo và hiện báo. Giả dụ chúng ta cùng mua hai cái cây để trồng, một cây ớt và một cây cam, cùng chăm sóc, tưới nước. Cây ớt thì vài tháng có trái, cây cam thì vài năm mới có quả. Trồng hạt gì sẽ có quả ấy, tùy quả trổ nhanh hay trổ chậm. Không thể không trồng, không chăm sóc mà lại có quả, thật trái luật nhân quả. Cũng thế, nếu không có phước phần, duyên chưa đủ, cầu mãi cũng không thành. Giáo lý nhà Phật tuy dễ nghe nhưng thật sự khó thấm nhuần. Vì thế giới con người chúng ta vẫn mãi luôn mong cầu. Những người theo lý, của ta sẽ là của ta, không cần cầu, cầu là mê tín. Nghe có vẻ hợp chân lý với Phật Pháp, nhưng thật sự đã rơi vào chấp ngã. Đứng dưới lăng kính của một người phàm phu, vẫn làm việc, vẫn giải trí, vẫn mong cầu, cầu cô sáu, cầu thần, cầu Phật. Đó là lẽ tự nhiên, vì khi sinh ra ta đã có chủng tử tham tự vô lượng kiếp. Chỉ khi biến cố, dành nhiều năm tu tập, giác ngộ mới có thể giảm mong cầu và đổi đối tượng cầu. Cầu tự bên trong, tức tự tánh, hay đổi phương pháp cầu. Vậy, những người cầu thần, cầu linh giới, cầu người đã mất, có được điều mình muốn mong cầu hay không? Dạ, có và không có. Trường hợp cầu mà không có được, mệnh của bạn không có tài phú, bạn có cầu có làm việc phi nghĩa vẫn không có tiền. Hãy tự trải nghiệm, bao nhiêu người dạy làm giàu, họ giàu thực sự. Bao nhiêu sinh viên học kinh tế được giàu có. Chỉ có số ít giàu, số đông còn lại trong mệnh của họ không có tiền. Mệnh là từ đời trước, từ nhân quả ba đời. Ví như câu chuyện trồng cây ớt và trồng cây cam như trên Khải Toàn ví dụ. Cùng lúc gieo trồng nhưng kết quả có trái lại khác nhau. Hãy tự hỏi, khi đến một nơi có Phật Bồ Tát linh thiêng, trăm ngàn người cầu có mấy người được? Nếu ai đến cầu cũng được, không hợp lẽ nhân quả. Những người cầu mà không được là không đủ phước duyên. Còn lại, người cầu mà có được do đâu? Những người cầu mà có được là do họ đủ phước duyên, do trong mệnh của họ có sẵn hạt giống ấy. Khi đến nơi linh thiêng cầu nguyện là gặp duyên. Vận mệnh con người thay đổi mỗi chu kỳ 5 và 10 năm. Giả dụ một người trong giai đoạn cuối cuộc sống quá bế tắc, có bất cứ chiếc phao nào họ đều cố bám vào, thì việc họ nghe một nơi linh thiêng họ đến cầu nguyện cũng là lẽ thường. Nếu một người vừa trải qua giai đoạn vận khí kém lại đến nơi thần Phật cầu nguyện,
đạt được điều mong mỏi là do mệnh họ có, do duyên họ tạo. Bạn thử nghĩ lại xem, khi vận khí của mình kém, làm gì cũng không thành, vô tình nghe người khác nói nơi này nơi kia linh lắm, cầu gì được ấy. Bạn lỡ nghe có bán tín bán nghi nhưng vẫn muốn đi cầu, cầu mong điều mình đang thiếu thốn. Hãy đặt mình vào vai một người bế tắc, để thông cảm cho những người đi cầu thần, cầu Phật và cả cầu linh giới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trước khi cầu. Lại nữa, vẫn có số ít người mệnh không có mà cầu thần vẫn được. Nghe có vẻ không hợp tình, nhưng thật ra trong mệnh không có mà đi cầu lại có. Tức trước kia đã tự trồng nhân thiện, tự mình vun bồi phước bằng sự bố thí, cách sống chân thiện, nay lại có quả. Khải Toàn giả dụ như vậy cho các bạn dễ hình dung. Một người có đời sống cực khổ nhưng lại sống chánh trực, giữ tâm tốt, khi khốn khó lại dễ gặp quý nhân. Một hôm trong nhà không còn gạo để ăn, bèn qua nhà hàng xóm xin vay mượn. Hàng xóm biết gia cảnh tính tình người này vốn hiền lành, trước sau như một, họ sẵn sàng giúp đỡ. Người khổ cực vì cái nhân đời trước không tu bố thí, đời này chịu cực khổ, đời này sống thiện lương đã tự tạo nhân lành trong đời này. Tóm lại, mệnh có cái nhân, gặp đủ duyên cầu sẽ được. Nhân từ đời trước hay đời này do chính mình tạo tác. Cuối cùng, mệnh không có nhân, quá khứ không tạo nhân lành, đi cầu khẩn tài lộc, tình cảm, con cái vẫn được đáp ứng. Đó chính là đi vay. Vay cũng có nhiều loại, nhưng có vay ắt có trả. Bạn đến đúng nơi, đúng từ trường, đúng nhân duyên, người thế giới bên kia cảm mến, họ sẽ cho bạn một đặc ân. Giả dụ bạn đang mong mỏi có một số tiền để trang trải, đang mong mỏi có một nhân duyên, đó là loại vay thứ nhất. Nhóm thứ hai, bạn tìm đến tà đạo, dùng bùa chú hay đến những nơi có linh giới ác đạo, bạn vay và thỏa hiệp hứa hẹn. Giả dụ như thế này, một người ham mê cờ bạc, đời sống ít làm lành, họ nợ nần chồng chất. Nếu họ đến hàng xóm, bạn bè thân quen để xin vay mượn, liệu những người ấy, những người biết rõ về bản chất người này, họ có dám cho mượn hay không? Nếu không vay mượn cầu xin được từ những người thân quen, họ sẽ đến tìm những người cho vay lãi cao, tìm đến những người xã hội. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có khả năng trả? Vì vậy, cầu cô sáu, cầu thần, cầu ông cậu, mệnh của bạn phải có, không có cầu vô ích. Trước khi đến một nơi cầu mong khấn xin, hãy xem lại chính mình, quán xét có sống đúng đạo làm người hay không, điều mình cầu xin có lợi cho chúng sanh hay không. Người hiểu đạo cũng giống như người biết điều, không cầu xin những gì phi thực tế và cầu những hạt giống phiền não. Cầu cho chúng số là phi thực tế, cầu tình duyên, con cái, phải là gái hay là trai, là những hạt giống phiền não. Tuy nhiên có câu tâm thành việc sẽ ứng. Tâm chân thành, tâm thiện lương, điều cầu nguyện có lợi cho chúng sanh, việc sẽ ứng. Vậy cầu sao cho đúng? Khi cuộc sống khốn khó, bế tắc không lối thoát, bạn có thể đi chỗ này đến chỗ kia để cầu khẩn thần linh. Tuy nhiên hãy cẩn thận nơi bạn đến, cẩn thận điều bạn thỏa hiệp. Giai đoạn sau khi đã vượt qua khốn khó, nếu có thờ thần cũng nên đừng cầu thần, hãy cầu Phật. Cầu Phật cho con có được hạnh nguyện như Phật. Nếu bỏ thần qua cầu Phật, cầu tài lộc, tình duyên, con cái, thật trái giáo lý nhà Phật. Nếu một nơi có Phật Bồ Tát linh thiêng, ngàn người đến cầu, bao người có được. Vì vậy,
Cầu Phật bước đầu cho người mới là cầu gia đạo an ổn, cầu cho gia đạo nhiều sức khỏe. Tiến thêm một bậc là nguyện cho người người an lành, cầu cho thế giới an lành, cầu cho con có hạnh nguyện như Phật. Giả dụ cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, hạnh nguyện Bồ Tát là từ bi. Từ bi là làm cho người bớt khổ, cho người thêm vui. Lại tiến thêm bước nữa, đứng trước Phật, tâm nghĩ Phật, miệng niệm Phật và cầu tự tánh. Giờ đây không cần điều kiện bên ngoài, tâm vẫn tự tại. Để được như thế, các bạn cần hành thiền, đọc và hiểu kinh. Khi bạn có công phu tu tập, bạn sẽ chú trọng giáo dục nhân quả cho con cháu, dạy con cháu làm người, dạy con cháu làm người tốt. Về dạy con cái làm người, trong đề mục số 2, nếu không cầu thần cũng nên kính thiên địa quỷ thần, càng không nên phỉ báng họ lẫn người cầu họ. Dù bạn không cầu cô sáu hay cầu thần, lại dèm pha người cầu, bạn đã tạo nghiệp, tạo oán với người xa lạ. Có ân báo ân, có oán báo oán. Khi vận khí suy, không chỉ một mà trăm ngàn oán gia trái chủ tìm đến đòi nợ. Oán nên giải, không nên kết. Dù bạn không cầu, dù bạn có học Phật, dèm pha người cầu xin thần Phật, tức bạn còn chấp ngã. Chấp là tự làm ô nhiễm cái tâm của mình. Dù có cầu thần, dù không cầu thần, nếu có tâm thiện lương, phát nguyện làm việc tốt, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm người tốt, thì nhất định bạn phải đọc kinh giảng giải, kinh thập thiện nghiệp đạo. Ứng dụng một thì lợi lạc một, ứng dụng 10 thì lợi lạc 10. Trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít là điều không thể nghĩ bàn. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.